xin chào tất cả mọi người nha chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi cập nhật tình hình của dòng cá bé màu co của mình sẵn mình cũng sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi cá bé màu con như thế nào cho nó ít bệnh cho mọi người thì đây là cái kinh nghiệm riêng của bản thân mình đúc kết trong quá trình nuôi cá thì nhắc nhở trước mọi người luôn ha hầu hết những cái biện pháp những cái gì mình nói hoặc là những cái yếu tố mà mình nói các bạn cần phải chú ý nếu mà bạn có thể kiểm soát được tốt á thì cái khả năng mắc bệnh của đàn cá của mình sẽ rất là nhỏ ha các bạn nên nhớ sẽ rất là nhỏ chứ không phải là không có bệnh luôn nha xui xui nhiều nhiều bữa mà xui xui mà sơ ý chút xíu thì nó vẫn có khả năng bệnh nhưng mà mình chỉ hạn chế đến mức thấp nhất thôi ha giúp cho các bạn thành công trong quá trình nuôi cá con này hô mà nuôi cá với màu mà không bệnh thì cái đó là chuyện phi lý ha không hề xảy ra được rồi nó cũng sẽ có bệnh nhưng mà mình làm như thế nào cho nó bệnh ít và mình có thể nếu mà nó bị bệnh thì mình có thể là phát hiện được bệnh sớm rồi mình trị bệnh cho nó hết ha rồi đây là cái bài co của mình bài này thì đang nhú đầu ở nay nó phát triển tốt rồi nè mình như mới vừa chuyển hồ cho nó lên đây cách đây tầm khoảng 4 ngày thì mình cho nó ăn rồi ha mình cho nó ăn rồi đó mình cho nó ăn bo uh, bò bò đông lạnh cho mọi người xem đây là bài cá tơ nè mọi người bài cá tơ thì bài này mình cũng cho ăn xuân xuân rồi hả dòng co mình đã cho ăn xuân xuân rồi bây giờ thì mình chỉ đi mình nhắc lại thôi thì những cái yếu tố để mà giúp cho các bạn nuôi được cái con cá bảy màu con hả dòng co nói riêng và những cái dòng khác nói chung á mà nó ít bệnh đó thì các bạn cần phải chú ý những yếu tố sau đây thứ nhất là cho ăn chế độ cho ăn của mọi người các bạn phải cho ăn đều tay lên đừng có cho ăn mà cái kiểu mà ba chặt bốn ruột bữa cho ăn bữa nghỉ là không được nha phải cho ăn đều và đúng giờ cũng như xác định ngày cho ăn hai cử vào giờ nào cho ăn thì cứ vậy mà làm tới cho mình à, lúc đó thì sức đề cái đó là sẽ giúp phần nâng cao sức đề kháng của con cá nè cái thứ hai cái liều lượng cho ăn cá con á mọi người thường hay cho ăn hay rất là dư không phải là riêng mình không đâu mình biết đa số mọi người cho cá con ăn rất là dư tại vì khi mà cái con cá con nhỏ từ đẻ mới đẻ cho tới một tuần tuổi á chắc chắn là các bạn không bấm được cái lượng thức ăn của nó chắc chắn luôn mình cũng như vậy luôn nuôi mà không bấm mới thời gian đầu đâu có bấm được lượng thức ăn của cái đàn cá như thế nào thành ra là sẽ có hiện tượng là cho ăn dư thành ra mọi người nên đổi một cái cách cho ăn cho nó phù hợp ha ở đây thì mình sẽ giới thiệu một cái cách cho ăn cho các bạn luôn là các bạn có thể là một lần cho ăn một chút như mình một chút như vậy nè ở một chút như vậy xong đi qua một vòng và đi lại vòng lại hoặc là vừa ngồi cho ăn vừa ngó tụi nó ăn luôn cũng được ha lúc đó thì nó sẽ cái nó sẽ có ba cái ưu điểm của cái cách này á là hạn chế được thức ăn thừa trong nước nè cái thứ hai là không có cho con cá con ăn quá no con cá con ăn quá no cũng dễ bị bệnh nha ha, dễ bị bệnh và dễ bị hư luôn đó thành ra mọi người chú ý đó và cái thứ ba nữa là tiết kiệm được thức ăn cho mọi người ha đó rồi cái yếu tố cái tiếp mà các bạn cần phải chú ý là cái chất lượng nước hồ thì nếu mà nuôi cá bé màu con với mọi người mọi người nên chú ý cái chất lượng nước nha do là con cá con nó cũng tương đối là nó yếu á Thành ra nếu mà cái nước hồ nó quá dơ thì nó sẽ cũng rất là dễ bị bệnh Cho nên là tầm khoảng 3 ngày đến 4 ngày các bạn có thể là hút cặn một lần Đừng có hút lần nhặt quá nha Hút nhặt Ngày mỗi ngày mỗi hút là con cá nó sẽ lâu lớn ha 3 đến 4 ngày hút cặn một lần Thì hút một lần ít thôi Do số lượng phân của các con nó cũng sẽ rất là ít Cho nên là mọi người không cần hút nhiều đâu Hút ít chăm nước ít ha trăm là được rồi Đừng có hút nhiều quá hấp nhiều quá thì mất công nuôi con cá nó chậm lớn nữa đó đó là cái 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 về cái uh, chất lượng nước cái thứ tư mà các bạn cần phải chú ý nữa là cái tác động của yếu tố bên ngoài như là nắng mưa mưa gió rồi các kiểu đặc biệt cái con cá bé màu con co red những dòng cá khác các bạn cũng cần phải chú ý luôn nhưng mà đặc biệt là cái dòng co red nó rất là nhạy cảm với là nhiệt độ nếu mà dính mưa ban đêm hoặc là gió ban đêm mà gió nhiều á rất là dễ vô tính tính đuôi kim luôn nhất là cá từ một tuần cho tới cá từ mới đẻ cho tới hai tuần tuổi 10 ngày tuổi rồi đó nó rất là dễ bị tính đuôi kim cho nên là yếu tố thời tiết cũng ảnh hưởng rất là nhiều luôn mình không thể kiểm soát được thời tiết nhưng mà mình có thể kiểm soát được hạn chế vừa được, được cái tác động của nó vào cái hồ cá của mình bằng cách nào ha, che chắn nha mọi người che chắn che bớt mưa che bớt gió lại à, lựa chọn cái vật dụng nuôi cho nó phù hợp nếu mà nói về cái vật dụng nuôi cá con á, thì mình thấy một là khay nhựa hai là cái thùng xốp các bạn ương cá con rất là tốt hồ kính á, thì các bạn nên nuôi trong nhà hồ kính á, thì nó sẽ nó nó nó, nó sẽ trao đổi nhiệt rất là nhanh ha nó sẽ dạng như thay đổi nhiệt rất là đột ngột cho nên cá nó dễ bị bệnh các bạn ương cá con bằng hồ kính nó khó hơn bằng thùng xốp là bằng khay nhựa rất là nhiều cho nên mình khuyên bạn nên chọn hai cái vật dụng kia để mà nhất là thùng xốp nên chọn thùng xốp để mà ương các con sẽ tốt hơn ha đây là một bài khác của mình trong đây là có hai bài nha um, một bài một bài khỏe mạnh và một bài bị đẻ non bài đẻ non số lượng khá là nhiều mình cứu được mình cứu được cái bài đẻ non mình cũng đã có làm một cái video nói về cái cách cứu các bài màu đẻ non á cứu các con á mọi người thì uh, hy vọng là mọi người uh, xem được cái video đó ha đây giới thiệu với mọi người đây là một bài đang uh, lên đầu và lên đầu khá là tốt của mình thì uh, hiện tại là mình sẽ chuẩn bị là mình tuyển những cái con mít đầu ra và mình loại bỏ ra khỏi bài đó cái thứ tư cái một cái điều nữa là mọi người cần phải chú ý là cái mực nước nuôi các bạn biết cái mực nước con nuôi con cá con nó 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 rất là quan trọng nha khi mà con cá mới đẻ ra đó nuôi ở mức mực nước thấp thôi tại sao tại vì nuôi nếu mà để mực nước cao thì nó sẽ nó sẽ áp lực lên cái cái cơ thể con cá rất nhiều hạn chế con cá nó bơi lội làm cho con cá nó lâu lớn và nó dễ bị bệnh cho nên là nuôi nước thấp thôi tuần lễ hai tuần lễ bạn chăm cao lên chút tuần lễ hai tuần lễ bạn chăm lên cao hơn chút thì sẽ ok hơn đó là cái cách mà 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 để mà dưỡng cá bé màu con đa số mọi người mà nuôi cá bé màu con á khi mà mới đẻ tới một tuần tuổi á, thì mọi người nuôi sẽ thường hay rất là hao hụt lý do là có hai nguyên nhân một là con cá nó ăn không được hai cái nguyên nhân thứ hai là do nước và cái nguyên nhân thứ nhất là do cái ăn của con cá điều kiện ăn của con cá đó ăn không được hoặc ăn quá no thì con cá nó sẽ cũng rất là dở cái thứ hai nữa là do nước cái chất lượng nước mà xấu á con cá nó cũng sẽ rất là dễ bị bệnh ha mọi người cần phải chú ý những cái đó đa số mọi người khi mà sợ cho ăn nhiều á sẽ cho ăn ít mà cho ăn ít thì nó sẽ không đủ chất ha bởi vậy cái cái cái, cái nuôi con cá con đó nó cũng hơi khó khó một tí nó hơi khó hơn cái con cá bự một tí cho nên là các bạn nuôi á các bạn cần phải chú ý rất là nhiều ngay cả cái bài này của mình nói thẳng ra mình nuôi cá cũng bệnh nha mọi người nè bệnh nhân là mọi người thấy không không thèm lớn luôn đó bơi quá mắt mắt cái bài này của mình cũng bệnh nha nhưng mà mình phát hiện sớm đó mình trị được hết vậy thôi cái mà bạn chú tâm các bạn nuôi thì con khá mới vừa bị nhúc nhích chút chiếu là các bạn biết là phát hiện bệnh sớm rồi là các bạn trị đa số đều thành công hết đừng có để mà quá bệnh nó quá trễ đi nó sẽ dở đó à mình còn phải sẽ bày cho các bạn một cái cách nữa nuôi dưỡng con cá bảy màu con bằng một cái nước tảo rất là tốt nước tảo xanh hoặc nước tảo khuê hai loại hai loại nước tảo đó dưỡng cá bảy màu con rất là tốt rất là ít bị bệnh luôn mình công nhận điều đó luôn tại vì mình có dài bày cá bảy màu là mình dưỡng trong nước tảo ha mình nói thể cho ăn phà phà luôn mà cá vẫn lớn ầm ầm luôn rất là tốt rất là sung luôn đó hiện tại thì à, đây mình đang có một bầy cá rồng nuôi trong cái nước tảo thì khá là ok đó thì khá là ok để mình dẫn mọi người đi xem đó mình có cái nước tảo cho những cái hồ này cái hồ này ban đầu cũng có lên nước tảo nè mọi người nhưng mà do cái vi sinh nó phát triển mạnh quá nó diệt tảo hết trơn rồi đó đây đây là một cái hồ cái này là nó, nó bị lên tảo nâu rồi nè hôm bữa là nó tảo xanh màu rất là đẹp nhưng mà nay nó lên tảo nâu rồi nè đó, ngoài đó thì là tảo xanh đó mọi người. Đó, các bạn sử dụng nước tảo để mà bạn nuôi cá màu con cũng rất là tốt nha. không có nếu mà nhưng mà nhớ chú ý cái gì cũng vậy hết. nhiều quá thì nó thành dở, vừa phải thôi nước mới vừa lên xanh xanh ngà ngà màu xanh xanh ngà ngà hơi xanh xanh mà trong trong là được rồi, đừng có để mà nước xanh quá xanh quá thì thì nó sẽ dở nha ha nó sẽ bị dạng như là con cá nó sẽ bị hay bị thiếu dưỡng khí á nó sẽ nổi lên mặt nước thường hoặc là con cá nó không thấy đường để mà nó ăn hoặc là à, tảo mà nó lóng ở dưới đáy cặn phân nhiều mình cũng không có quan sát được con cá nhiều có rất nhiều cái khuyết điểm nhưng mà bên cạnh đó thì thì cái việc, cái việc mà dùng nó để mà dưỡng cá thì đó là ok đó là cái kinh nghiệm nuôi cá con của mình nha mọi người Ha Hy vọng là các bạn sẽ Sẽ có một chút xíu uh, cái, cái cái Mình làm một cái sườn sơ cho mọi người Cần phải chú ý thôi Các bạn có thể là phát triển thêm Nghe và có thể phát triển thêm nha Tại vì nó Rất là nhiều chi tiết nhỏ nhặt trong đó Rất là nhiều chi tiết nhỏ nhặt Mình nhiều khi mình nói sẽ không đầy đủ hết cho các bạn Thôi Bye bye Chào tạm biệt mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha